cuộc sao quanh năm chả đủ ăn bạc. Thế hôm nay nó làm sao ấy nhỉ? Xin từ sáng tới giờ không được cái đồng bạc nào. Mà cái ngân hàng nó vắng như cái chùa Bà Đanh như thế này thì lấy đâu ra mà xin? Nhìn đi nhìn lại thấy có mỗi một mình với cái máy ATM mà. Làm gì có người đâu mà đòi xin cơ chứ. Cái ngân hàng này từ hôm bị cái băng cướp kia nó cướp tới giờ là không thấy khách hàng đâu hết á. Chỉ thấy một mình tôi với cái máy ATM thôi. Kiểu này hôm nay lại thất thu rồi. Hay là bây giờ mình đi ra ngoài đường mình xin ta? Sao mà có chuyện đấy thì mình cũng không nghĩ ra nhờ. Cái ngân hàng nó không có tiền thì mình đi ra ngoài đường mình xin. Chứ việc gì mà mình phải nằm đây mà rầu rĩ. Lâu nay mình cũng chưa ra ngoài đường hít không khí trời. Không biết bây giờ ở ngoài đường nó phát triển sao ta. Bữa giờ là cứ ôm lấy cái ngân hàng không à. Nên là thôi hôm nay mình sẽ đi ra ngoài mình kiếm ăn. Để coi có ngon hơn trong ngân hàng không. Chứ trong ngân hàng cứ ôm cái máy ATM hoài à. Tôi trầm cảm quá à. À mới ra tới cửa thì gặp ngay vài người khách hàng. Vào việc liền. Ô lè trời ơi, cái chị đẹp gái sành điệu mặc áo hở rúng ơi. Chị có tiền không cho em vài nghìn ăn cơm đi chị ơi, em đói quá. Từ sáng tới giờ chưa có cái gì vô bụng hết chị ơi, lè chị ơi. Không cho. Ô lè trời ơi, cái bà này không cho thì tránh đường ra. Bực bội quá, mất công khen đẹp gái. Đi ra đi ra. Trời ơi, cái con mẹ đấy nhìn thì đẹp mà xinh thì không cho. Đúng là cái đồ cục xúc mà. Trời đã tối rồi, tưởng đâu vẫn còn sáng chứ. Ủa mà giờ là trời sáng hay trời tối tôi cũng không biết luôn. Để lấy con xe 2 tỷ ra đi mới được. Gì chứ mình là vua ăn mày thì mình phải khác người. Đây, đây chính là con xe 2 tỷ cả thế giới không ai có, chỉ một mình vua ăn mày có. Để trong bãi giữ xe mấy trăm năm mà nó vẫn còn mới nguyên. Đấy, thấy chưa? Còn cái xe nào mà nó lướt lướt ở dưới đất mà nó đi tốc độ nhanh như thế này không? Chỉ có vua ăn mày có thôi. Bạn mình kinh rồi. Đi xe này người ta thấy mình lết lết, người ta mới thương, người ta mới cho nhiều tiền. Nhưng mà người ta đâu có biết rằng cái xe này là tôi mua tận 2 tỷ đâu. Trời ơi, đâu phải dễ mà mua được đâu. Mày nó làm như nó không có trái tim hay sao á. Nó thấy người nghèo khổ lê lết giữa đường giữa chợ này mà người ta xin nó không cho. Nó cứ đứng nó nhìn xong rồi nó nói cái gì á, mình không hiểu luôn. Mấy cái đứa này mày là người gì đây? Mày là người Việt Nam hay là người ngoài trái đất đây? Sao tao xin mà mày không hiểu là sao? Nó đứng nó nhìn mình chán xong nó lại chạy đi đâu mất tiêu rồi. Đấy, đâu, để tôi xem nó đâu rồi nè. Đây nè, nó đứng một đống ở đây nè. Làm như mà cái gì mà người nổi tiếng hả? Ăn xin thôi có gì đâu mà nhìn. Đấy, tôi nói tiếng ngoài hành tinh thì tôi đâu có hiểu đâu. Vậy thôi, dẹp cái ngân hàng này đi, tôi đi chỗ khác tôi xin ăn vậy bà con ơi. Ôi rồi ôi, con lại ông đi qua lại bè đi lại. Có tiền không cho con xin mấy đồng ăn cơm. Con đói quá trời quá đất luôn. Từ sáng tới giờ chưa có gì vào bụng. Ôi rồi ơi là rồi. Ở bên đây có ai không? Ui bà tổng thống kìa ơi, bà tổng thống ơi, là bà tổng thống ơi, bà đứng đây làm gì hả bà tổng thống ơi? Bà tổng thống ơi, cái bà này làm bà là bức tượng hay gì ơi? Ôi bà tổng thống ơi, bà tổng thống ơi, bà tổng thống xinh đẹp nhất cái thành phố này ơi, cô gái tóc vàng cái mắt màu vàng luôn, bà tổng thống ơi, bà giàu thế bà cho tôi xin ít tiền ăn cơm được không? Có mấy trăm ngàn là đủ bữa cơm rồi bà ơi. Tôi đói quá mà tôi không có cơm ăn bà ơi. Mấy trăm thôi mà, cỡ 300 ngàn, 200 ngàn gì cũng được bà ơi. Ê mà cái bà này nha, nãy giờ tôi xin như thế mà bà cứ đứng đơ ra như cái tượng ấy. U là trời ơi, cái bà này lần sau tôi sẽ không bầu cho bà làm tổng thống nữa đâu nha. Hồi trước khi mà bà ứng cử làm tổng thống là tôi đã cho bà một vé bà mới được làm tổng thống. Vậy mà bà không nhớ ơn tôi. Bây giờ tôi xin bà có 200-300 ngàn bà cũng không cho. Bà đứng đơ với bức tượng. Trời ơi, tôi đã đặt niềm tin sai người rồi. Cái bà tổng thống ơi, là bà tổng thống ơi, bà hãy đi đi.
Ôi giời ơi, con lại ông đi quê, lại bè đi lại cho con một đồng ăn cơm, con đói quá. Con lên lết hết cái phố này tới phố kia mà cũng chưa có ai cho con cái gì để ăn. À, bà quán pizza này coi bộ làm ăn được phết đấy nhờ. Vào đây làm ăn thôi chứ còn chờ đợi cái gì nữa. Đây là tiệm pizza của cái ông Bababino này. Cái ông này mình gặp ông mới biết, ngày nào cũng trả vào ngân hàng ông gửi tiền, giàu lắm. Vậy nên phải vào đây xin ăn mới được. Chứ ông này á, ngày nào cũng vào ngân hàng ông gửi tiền tiết kiệm ý. Ôi giời ơi, ông Bababino đẹp trai ơi. Bababino, con lại ông đi qua lại bè đi lại cho con một đồng ăn cơm đi Bababino. Lắc đầu à. Ơ cái ông này không biết thương người à. Ngày nào tôi cũng thấy ông vào ngân hàng ông gửi tiền nhá. Xong bây giờ tôi xin ông có mấy trăm nghìn để ăn cơm thôi, ông cũng lắc đầu nha. Vậy là cái ông này là cái ông mà thuộc cái dạng giàu mà keo nè. Ông ấy là thuộc cái dạng là giàu ơi là giàu, mở mấy cái nhà hàng pizza mà tôi xin có mấy trăm nghìn để ăn cơm thì ông cũng không cho. Từ nay tôi sẽ thông báo cho ban chủ cái bang á là không bao giờ đặt pizza nhà ông nữa nhá. Để xem là ông như nào nhá. Chứ tôi nói cho ông biết, mấy cái ông ăn xin là cũng đặt pizza nhà ông hơi bị nhiều đấy. Từ nay thì tôi sẽ nghỉ ăn pizza của ông, tôi qua ăn ông hot dog nha. Giàu mà keo quá trời keo luôn, không thèm tôi đi đây. Bởi vậy tôi nói ăn xin đó là tôi cũng goodbye, see you, no see you again nha. Goodbye, no see you again. Vĩnh biệt, xin vĩnh biệt Bababino. Xin hoài mà không có ai cho. Chán quá, cuộc đời nó éo le. Chắc đợt này mình phải qua nhà mấy đứa em mình xin thôi. Bởi vì mấy đứa em mình đó là nó cũng làm ăn được phết, cũng giàu lắm đấy. Nên là xin nó chắc nó cũng cho tiền đấy. Thôi đi thôi, chứ ở cái thành phố này toàn là những người không có trái tim thôi. Ơ hay thế, mấy cái con này mình vừa mới hét dứt câu xong là nó đã hỏi mình là ăn gậy không chứ nó không có tiền. Láo thật đấy chứ, em với chả út ăn không nè là ăn cái gì đâu. Mày lấy cái gì ra cho tao ăn mà mày hỏi ăn không nè, tôi khổ quá à mà. Để nói mẹ tôi gặp mấy cái đứa em mà ngày xưa chơi chung với tôi từ cái thời mà còn ở chuồng tắm mưa. Vậy mà bây giờ tôi nghèo khổ, tôi qua tôi xin nó, mẹ nó đưa cho tôi cái bịch thức ăn của chó này mọi người ơi. Trời ơi, nó cho tôi ăn thức ăn của chó, nghĩa là nó ví tôi là giống như con chó đó mọi người ơi. Mọi người ơi, sao tôi khổ quá mà ăn đi ngon lắm. Đồ ăn của chó mà nó đưa cho mình, nó kêu là ăn đi ngon lắm. Mọi người thấy chưa, từ nay là tình chị em là còn đâu. Ngày xưa là mình nghèo, nó nghèo là chơi với nhau. Bây giờ nó giàu rồi, nó thấy mình nghèo là nó khinh mình mọi người ơi. Nó cho mình ăn thức ăn của chó, xong rồi mình khóc mình lăn lộn ở đây, rồi giờ nó cho mình ăn cái đĩa trứng chiên mọi người ơi. Trời ơi, cái đĩa trứng chiên này ra chuồng gà lụm con gà là có chứ cái gì đâu mà mày cho tao ăn cái trứng chiên. Thôi được rồi, ăn tạm thôi chứ giờ biết sao giờ. Nó cho ăn cái gì thì ăn cái đấy thôi, chứ bây giờ cũng không có gì để mày ăn hết. Ăn no rồi thì đi đi mua ăn mày đấy, mọi người thấy chưa. Chưa kịp nuốt cái miếng trứng vào bụng nó đã đuổi đi rồi. Nó làm như là mình tới đây là mình nó hở mình ăn hết gia sản nhà nó hay sao á. Mà chưa gì nó đã đuổi mình đi rồi. Ăn no chưa? Thế mày hỏi tao ăn no chưa để làm gì hả cái con kia? Cho chậu cây. Tao đói gần chết mày cho tiền, mày không cho mày cho tao chậu cây làm cái gì? Nhà nghèo mà sao mày keo thế hả mấy cái con này, thật sự luôn á. Ngày xưa là chị em nghèo khổ có nhau, bây giờ mình thì nghèo gần chết, nó thì giàu nó khinh mình. Trời ơi, cuộc đời tôi nó quá là đen luôn á mọi người ơi. Bây giờ là biết xin ai bây giờ hả? Trời ơi, thôi nằm ở đây ăn vạ chứ giờ sao đây. Rồi bây giờ nó gọi đồng bọn tới để làm gì, để nó quýnh mình hay sao á. Thôi bây giờ vậy đi, cho tao xin ly nước, tao uống xong là tao đi. Tao không có xin cái gì nữa đâu, bởi vì tao biết cái tấm lòng của tụi bay rồi. Là tụi bay chỉ muốn đuổi tao đi thôi đúng không? Được, tao sẽ nằm đây tao nghỉ mệt một tí, bởi vì đứng xin trong ngân hàng nó mỏi lưng quá. Bây giờ nằm đây xong uống ly nước cam, cảm ơn thí chủ nha. Cái chai nước cam ấy là nó cho mình uống cái nước cam xê sủi, còn nó thì uống nước cam ép, mọi người thấy cuộc đời chưa?
Nó thì uống nước kem vitamin C, mình thì uống nước kem vitamin kinit. Thôi được rồi, bây giờ thì tình chị em từ nay chấm dứt nha. Tôi đi xin tiếp đây. Các người á hả, toàn là cho tôi ăn đồ đẻo thôi. Nó còn dám đuổi ban chủ cái ban nữa chứ. Mày có tin á, là mai tao kêu cả cái hội ban chủ cái ban tới đây quỳ lại ăn xin cho mày sạc nghiệp luôn không? Hỏi cái con Jenny kia. Mày vui vậy hết là mày đuổi ban chủ cái ban rồi. Con này liều thật đấy chứ nhờ. Thôi không thèm. Đi đây, giàu mà keo quá. Từ nay thì không có chị em gì đó đâu nha. Xin chào, goodbye, no see you again. Đi đây. Cuộc đời éo le và đi ra đường là gặp ngay thằng Ben GMT bị mất ạc. Nó bị nhà phát hành khóa ạc 15 ngày và nó đang đứng ở giữa đường nó ngủ nè mọi người ơi. Trời ơi là trời. Nó ngủ mà nó hả cái mỏ ra mà nó chảy ke kìa mọi người ơi. Có thằng nào mà đứng giữa đường mà ngủ như cái thằng này không? Thôi thì bây giờ nó ngủ thì mình cũng nằm đây mình ngủ. Sau đó mình đợi nó dậy để mình xin tiền nó nha mọi người. Không biết nó ngủ tới bây giờ đây. Nhưng mà nhân cái cơ hội này thì mình cũng ngủ luôn. Bởi vì hôm nay đi nhiều mệt quá. À thế dậy rồi. À nhân CEO alo. Ben GMT đã dậy rồi. Ơi Ben ơi là Ben ơi. Ben ơi Ben. Ben GMT ơi lại Ben. Lại Ben hãy cho chị ít tiền để chị ăn cơm đi. Chị đói quá Ben ơi. Chị nghèo quá mà. Ben ơi Ben. Hãy bố thí cho chị là 10 cục vàng đi Ben. À đâu 8 thỏi vàng đi Ben ơi. Chứ chị nghèo quá. Rồi thì nó cầm cái chuông ra làm gì? Mày cầm cái chuông làm gì? Chị đang xin vàng mày mà. Rồi tự nhiên nó cầm cái chuông ra làm gì vậy mọi người? Vậy cái hiểu ý nó là cái gì không rồi luôn? Cái thằng này nó bị cái gì vậy trời? Mình là ban chủ cái ban chứ mình đâu có rủ nó đi ăn xin chung với mình đâu. Em còn nghèo hơn. Ô hai cái thằng này, mình tới mình xin nó rồi nó kêu nó nghèo hơn. Ý là nó không muốn cho mình đó hả? Trời ơi em ơi, tại sao chị em chơi với nhau bao nhiêu năm mà em thấy chị nghèo hèn rồi. Bắt đầu là em cũng bày đặt em nghèo hèn. Em không cho chị tiền hả Ben ơi, là Ben ơi. Ta là vua ăn xin đây. Vì là vua ăn xin nên là ta sẽ nghèo nhất cái thế giới này. Và sẽ không có ai là vượt qua được cái sự nghèo của ta đâu. Cho nên là Ben ơi, hãy cho chị xin ít tiền đi mà. Tình chị em mà Ben. Rồi nó cho ta cái gì đây? Nó mới gửi thư tới kìa mọi người ơi. Cảm ơn Ben nha, đội ơn Ben nó cho chị 8 cục vàng. À đâu, có phải không? Người ta gửi 10 cục là mình được 8 cục đúng không? Có thư đến kìa mọi người ơi, lụm tiền rồi đó, mở ra là 8 cục vàng. Cái gì kia? Mở ra 8 cục vàng, cảm ơn Ben nhiều nha. Cảm ơn Ben vì cái gì đây? Chuông này đã xài 10 năm. Lè trời ơi, cuộc đời không như mơ. Cho quẻ chuông làm gì ông nội? Tôi xin tiền mà, tôi xin 8 cái thỏi vàng mà. Sao ông lại cho tôi quẻ chuông làm gì hả ông nội? Còn mối quẻ chuông này thôi không lấy thì trả đây. Trời ơi, nó đòi lại kìa mọi người ơi. Thôi được rồi, có còn hơn không? Cũng được, đã cho rồi là không có đòi lại. Và đã lấy rồi là không có trả lại đâu. Chị sẽ lấy quẻ chuông này để đi hành nghề tiếp nha. Cảm ơn em nha. Chị biết là em cũng nghèo như chị rồi. Nên là thôi em cho chị quả chuông này cũng được. Chị đi tiếp đây. Nếu mà em mà muốn gia nhập cái hội cải bang á, thì xin mời em liên hệ với chị. Còn bây giờ chị sẽ đi qua sếp mập để xin tiền. Để coi sếp mập có thương tình chị không nha em. Bye bye. Nếu mày còn muốn nhập hội cải bang thì nhớ liên hệ nha. Chứ tao nhìn mày cũng giống cải bang lắm rồi đó. Cảm ơn nhà hảo tâm Ben đã bố thí cho tôi cái quẻ chuông mà xài 10 năm rồi, nó muốn hư rồi. Mà nó mới cho, tôi cảm động quá mà, tôi đi không nổi, tôi lết luôn. Bye bye Ben nha, bye bye thằng em nha. Đi qua gặp sếp mập xin tiền để coi sếp mập có tiền cho mình không nha mọi người. Chứ mình nghèo thế này chắc là sếp mập cũng thương tình đó. Đây rồi, anh Mậm đây rồi. Lạy ông đi qua lạy bà đi lại. Anh Mậm ơi, cho em xin ít tiền đi anh Mậm ơi. Trời ơi, cái gì mà cái bông hoa nó trắng như là cái bông hoa, nó đứng ở đây làm gì đây? U lè trời ơi, anh Mậm ơi, cho em xin ít tiền đi. Ủa, cái gì mà, ủa hôm nay ông đi đâu ta?
Ủa cái gì vậy? Khi tự nhiên thấy người ta nghèo khổ rồi còn quay video là sao? Ủa làng nước ơi, cái gì vậy ông nội? Cái ông này á nha, là ông mới tranh thủ tóc tóc ghê luôn á. Là như là ông á muốn trở thành idol tóc tóc hay sao? Mà ông mới thấy mình nghèo khổ là ông mới đi bôi nhọ mình kìa. Cái gì kia đen có râu. Trời ơi mọi người thấy không? Tình cảm anh em này còn đâu. Tôi nghèo quá mà anh Mập ơi, anh Mập ơi. Anh ơi anh hot top top nè, cái ông này trời là trời, tôi đang rất là kiểu nghiêm túc rồi nha. Anh Mập ơi, anh Mập ơi, em không phải là Dan Momo đâu, em là vua ăn xin đây anh Mập ơi. Vì vậy nên anh hãy đừng có quay nữa, hãy tắt máy đi và nghe em nói chuyện này nè. U lè trời ơi, cái gì mày cứ đứng cầm cái máy quay hoài vậy cha nội ơi. Anh Mập ơi, em nói nè, anh thấy em có nghèo không? Anh thấy em đã nghèo chưa? Em là vua ăn mày đây, cho em xin ít cục vàng đi. 2.000 đồng thì có là sao ông nội? Tự nhiên cái người ta xin cục vàng với 2.000 đồng là sao? Trời ơi xin vàng đúng rồi. Anh ơi đợt này em nghèo quá, cho nên là em xin vàng để em đổi đời anh ơi. Chứ xin tiền hoài người ta cho 1.000, 2.000, 3.000 hoài không có đổi đời được. Cho nên anh làm ơn làm phước cho em xin mấy cục vàng đi anh Mập ơi. Là anh Mập ơi trời ơi cái ông này thật cái chứ ông cứ đứng ông quay mình cái gì? Ông mới thấy vua ăn mày đẹp trai quá hay sao? Ông mới cứ đứng ông quay phim mình là sao vậy mọi người? Anh có biết là em xin mãi ban GMT mới cho em quả chuông để em đi em ăn xin không? Bây giờ em lấy cái quả chuông ra để em gõ anh nè, anh hãy cho em một ít vàng đi anh Mập ơi. Anh đừng có quay nữa, anh hãy cất điện thoại đi. Ủa lẹ trời tôi bật rồi nha. Anh Mập nể tình anh em, cho em xin ít vàng đi anh Mập. Cái chỗ mè 10 cục vàng lấp la lấp lánh ở trong phần quà tặng đó. Hai cái gì em đâu có chơi, em đâu có chơi oảnh tù tì ra cái gì ra cái này đâu. Mẹ anh dơ hai làm gì không? Cho em cục vàng đi, anh mà không cho em là ngày mai em lôi nguyên cái ban chủ cái ban đứng trước nhà xếp mập để hở lê lết bò ra để đòi xin tiền xếp mập đó cho đi. Thôi bây giờ về đi. Mọi người ơi bây giờ xếp mập không cho, mình cứ nằm đây đi. Mình cứ nằm đây mình ăn vạ rồi một hồi sếp cũng cho thôi, mình hiểu sếp lắm. Bây giờ mình sẽ quyết tâm nằm để ăn vạ. Thôi được rồi, mới bé 500 bó nịt. Yeah, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Mình hiểu anh Mập lắm mà. Sau là một hồi mà đứng mà ăn vạ là anh Mập kêu là anh Mập mới bán cái gì bó nịt được 500 cái gì kìa. Tặng em vàng đi, tặng em vàng đi, nhanh lên, có thư đến rồi mọi người ơi. Thư đấy là cái gì đây? Đây, ủa đâu phải đâu. Cái này là thư của mấy bạn fan gửi mình mọi người ơi. Em chưa có nhận được thư của anh. Anh gửi thư liền đi. Em đang chờ cục vàng của anh đây, nhanh lên. Có thư đến. Vậy là anh Mập tặng cho mình rồi mọi người ơi. Lụp quà. Trời ơi, hôm nay tôi đã đi xin thành công rồi mọi người ơi. Lụp quà cái gì đây? Tặng em cái quần của là sao? Tặng em cái quần làm quần què đi ăn xin. Rồi luôn. Mình chờ là mình chờ 500 cục vàng của ông này. Mình tưởng đâu là tình anh em bấy lâu nay á, là anh ấy thấy mình tội nghiệp như vậy, anh cho mình 10 cục vàng à đâu 8 cục. Ai ngờ đâu á, thằng Ben thì nó tặng cho mình cái chuông. Còn anh Mập thì anh tặng cho mình cái quần què để đi ăn xin mọi người ơi. Ôi lẹ trời ơi tôi khổ quá mẹ. Trên đời này có ai hiểu cho tôi không? Tôi xin là tôi xin vàng chứ tôi đâu có xin là tiền với quần áo đâu. Mẹ sao hết người thì cho tôi đồ ăn, người thì cho tôi quần, người thì cho tôi cái chua, người thì cho tôi áo. Ôi lẹ trời ơi, cho tôi vàng đi mẹ. Vậy là hôm nay là xin thất bại rồi mọi người ơi. Nhưng mà không được, mình sẽ đi xin búp bộ gum, mình sẽ đi xin mấy idol kia để xem idol nào sẽ là người cho mình vàng. Thôi mình đi xin tiếp đây. Mọi người hãy đoán xem idol nào sẽ là idol mà cho mình cục vàng đầu tiên. Mọi người đoán nha. Bây giờ thì mình sẽ đi xin tiếp. Trường cam qua trong cuộc sống.